ở Việt Nam á, ở Tây Ninh á, có một em bé gái 18 tuổi, gia đình rất là nghèo. Thì em nghe băng giảng của Pháp Hòa nhiều năm và có cái lòng rất là thương quý thầy. Em rất muốn cái Tết này em dâng cho thầy một tấm y. Cho nên em đã liên lạc với cái nhà may y và được người ta cho biết cái giá may y là bao nhiêu đó. Cho nên em đã để dành tiền đủ để may một tấm y. Thì khi mà đủ tiền rồi thì em không biết làm sao liên lạc với thầy để hỏi cái số đo. Thì em lên trên Facebook á, em tìm được một Phật tử. Người Phật tử này cũng là quy y với Pháp Hòa ở Cali. Thì hai bên liên lạc bằng Facebook. Thì em mới gọi cái vị đó bằng chú, nói chú ơi, xin chú cho con cái số đo của thầy, con muốn may y cho thầy. Anh này mới nói con bao nhiêu tuổi mà con gọi chú bằng chú. Bây giờ con 18 tuổi, con muốn dâng cho thầy một tấm y để tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy. Mà bây giờ con để dành dữ lắm, bữa nay con mới đủ tiền may được tấm y. Thì anh này mới hứa là sẽ đi tìm cái số đo rồi nhắn tin qua cho em. Thì khi mà tìm được cái số đo rồi đó, mà anh tìm ở đâu thì qua không biết, tại không có hỏi Pháp Hòa. Tìm được cái số đo rồi mới nhắn tin qua cho cái em này. Thì sao nhắn một ngày rồi mà không thấy nó trả lời. Qua ngày thứ hai im luôn. Thì anh này mới gọi, thì lúc đó mới được một cái người bạn bắt cái phone đó. Và anh này mới hỏi em, thì người bạn nó mới cho biết, và chú ơi, em nó đang bị stroke, nó bị tai biến, và bây giờ nó đang trong tình trạng hôn mê. Mà bác sĩ có nói rằng em nó có thể ra đi trong bất cứ lúc nào trong những ngày tới. Thì cái anh này anh nghe như vậy thì anh bủng rủng hết trơn. Thì chiều lại thì hay tin là em chết rồi. Em tên là Nguyễn Hồng Tiểu Lâm, 18 tuổi. Hôm nay Pháp Hòa có lấy cái hình, làm cái hình thờ em. Pháp Hòa không hề biết câu chuyện này. Mãi đến khi cách đây 2 hôm, thì một buổi chiều ngồi dưới trai đường thì mấy Phật tử mới kể lại cho Pháp Hòa nghe câu chuyện đó. Tại hình như anh này, ảnh đó có viết cái câu chuyện này để trên Facebook, thì mấy Phật tử đọc được cái đó rồi mới kể cho Pháp Hòa nghe. Tối lại Pháp Hòa mới gọi cho anh, Pháp Hòa hỏi câu chuyện có phải vậy không, thì anh xác nhận là đúng. Bây giờ tiền của em, mà quý vị biết nghe kể là cái đám tang của em á, không có tiền làm đám, mà nhà nghèo đến mức độ là phải đầm đám ở ngoài hiên chứ cũng không có cái chỗ nữa. Cha mẹ em chết hồi nhỏ, em ở với bà ngoại. Bà ngoại bây giờ lẫn rồi, không biết gì hết. Thì khi mà hỏi ra là vì sao em lại như vậy, thì mới được biết rằng á, em nó than, nó bị nhức đầu cả tháng nay rồi, mà chỉ đủ tiền mua Tylenol uống thôi. Uống hoài không hết, nhưng mà tiền hết rồi ngưng không mua nữa. Thì nó mới đi tới cái tiệm bán thuốc nó mua, thì người ta mới nói tại sao con không có tiền mà con không nói, để cô chị cho em. Và khuyên em là nên đi scan cái đầu coi bị cái gì. Em mới nói em con đâu có tiền mà đi scan. Nếu mà scan được sớm á, thì biết là nó bị bể mấy mạch máu ở trong đầu thì có thể chữa kịp. Bây giờ không có tiền đi scan cái đầu thì cuối cùng mấy cái minor stroke nó dẫn tới cái major one, rồi cuối cùng em nó chết. Mấy bạn nghe tin biết được như vậy hùng tiền lại để làm cái đám cho em. Đi thiêu em nó mất hôm năm tây đó, tức là bữa nay là 16 ngày rồi đó.
Thì Pháp Hòa nghe như vậy thì quý vị mấy bạn mới kể rằng á, cái tiền mà đi dọn đồ đó thì mới thấy cái tiền em để dành máy y cho thầy. Và thưa đại chúng là một bộ y thì gồm có lá y và cái hậu. Em nó có tiền may được cái y thôi chứ nó không có tiền may cái này. Thì cái cô, câu chuyện này được kể cho cái cô may đồ. Thì cô may đồ nói thôi khi nào may y á, cô sẽ cúng dường thêm cái áo cho nó đủ một bộ. Và cái tiền mà em để dành á, may y á, sẽ được sử dụng để đúng cái tâm nguyện của em. Còn đám tang của em thì bạn bè hùng lại. Thì Pháp Hòa nghe kể như vậy thì Pháp Hòa mới liên lạc và xin được gửi về bên đó giúp cho gia đình em 300. Thì mấy Phật tử mới nói thầy ơi, cái em Phật tử và nói chuyện nói thầy ơi, bây giờ bà ngoại em lẫn rồi, có đưa tiền bà cũng đâu có biết xài. Nhưng mà tụi con đang giữ ở đây vì bà đang ở nhà dưỡng lão, rồi mỗi tháng tụi con sẽ mang cái tiền đó lên đóng góp trong nhà dưỡng lão để lo cho bà. Thì Pháp Hòa nói vậy tốt, thôi thì cứ giữ 300 đó của Pháp Hòa, rồi Pháp Hòa phụ vô đó, rồi mỗi tháng lo cho bà một chút. Điều thứ nhất, Pháp Hòa nhắn Phật tử là gửi cái tên của em và cái hình của em về đây để Pháp Hòa thờ em ở đây, cúng thất cho nó. Điều thứ hai là quý vị nên thực hiện cái tâm nguyện đó trong vòng 49 ngày. Không phải Pháp Hòa cần cái tấm y, nhưng mà cái đó là cái lòng của một cái người Phật tử có tâm hướng về tăng. Bởi vì Phật Pháp mình là có tam bảo, phải không? Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và trong Kinh Di Đà cũng dạy chúng ta là thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì em trước khi chết em niệm Tăng thay vì niệm Phật, niệm Pháp. Thì cái anh Phật tử này anh cũng hơi bị sốc. Mới nói chuyện với nó hôm qua đây, chiều lại hôm sau là liên lạc thì biết nó bệnh và chút xíu nữa thì nghe nó chết. Thưa đại chúng, qua cái câu chuyện đó Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe với cái ý nghĩa là chúng ta muốn nhắc lại chữ vô thường mà Đức Phật đã nhắc ở trong giáo lý của Ngài. Trong tất cả những lời dạy của Đức Phật có một lời dạy về vô thường. Theo cái nghĩa vô thường là gì? Là vạn vật trên đời này, từ tâm thức của con người, cho đến bản thân con người, cho đến hoàn cảnh xung quanh, không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi. Trong Kinh Kim Cang có câu: tất cả các pháp hữu vi, gọi là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, giống như trong mộng. Bào là như bọt. Như mộng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn bào ảnh. Huyễn là giả, bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ diệt như điển, như sương trên ngọn cỏ, cũng như một cái chớp, cái sáng lòe ở trên trời. Chúng ta hãy thường nên quán như vậy. Quán cái gì? Quán tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu vi là pháp gì? Cái gì mà chúng ta làm ra đó, cái đó gọi là pháp hữu vi. Cái gì mà có cái create, cái đó gọi là pháp hữu vi. Pháp Hòa ví dụ cái ly này nè, do người ta tạo nó ra thì cái ly này là pháp hữu vi. Cái chùa này do mình lấy đinh, lấy cột, lấy gỗ, lấy đủ thứ để mà ráp vô để tạm xài thì cái chùa này là pháp hữu vi.
Cái gì mà có tạo tác, có bàn tay mình nhúng vô và tạo nó, lì hữu vi hết. Còn cái vô vi là cái gì? Như là thiên nhiên, trời đất không ai tạo hết á. Cho nên thí dụ như cái hồ hay là cái rừng đó, ta nói ô đây là cảnh thiên nhiên, đó là vô vi đó. Nhưng mà ta nói ô cái hồ này hồ nhân tạo, thì hồ nhân tạo là pháp gì? Pháp hữu vi. Quý vị thuộc được danh từ Phật pháp nữa ha. Hữu vi tức là có sự tạo tác. Vô vi là cái gì mà không ai tạo lên nó hết. Như cho nên Đức Phật xác định là tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh, giống như mình nằm mộng thôi, giật mình cái hết. Có một hôm Pháp Hòa nằm chiêm bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đang đứng ở trên một cái bệ, mà sao thấy ở ngoài Tây Thiên á, chỗ đài Quan Âm Lộ Thiên ở ngoài, nước mênh mông, nước mênh mông. Mình nói ủa nước gặp ở đâu mà dữ vậy? Rồi đi kiếm cách làm sao mà qua chánh điện. Giật mình lại thấy mình nằm trên giường. Đó, mộng mà. Rồi bây giờ quý vị thấy cái giấc chiêm bao mà chúng ta ngủ mà chúng ta thấy đó, đó là tiểu mộng. Còn cõi đời mà chúng ta đang sống đây là gì? Đại mộng. Cuộc đời này là đại mộng. Còn giờ mình ngủ ở chim bao là tiểu mộng thôi, 10 phút là cùng. Mà nhiều khi giật mình dậy chả nhớ thối thấy gì hết trơn. Mà nếu có nhớ là lón thoáng vài, chứ ít có người nào mà giật mình tỉnh dậy sau giấc chim bao mà nhớ rõ chi tiết, hiếm lắm. Cũng may đó, quên á. Chứ nếu mà nhớ là ngồi dệt mộng. Rồi đêm hôm thấy tôi làm quan làm giàu bắt đầu thôi, sáng ra mà nhớ hết là ngồi nhớ. Trời ơi sao mình không được như là tối. Rồi, cái đó kêu là dệt mộng. Cho nên cũng nhờ mình quên đó, cho nên cuộc sống của mình mới ổn được phần nào. Chứ cái gì mà cũng nhớ chắc chết. Mà đừng có lo, cái chuyện chết là chết chắc. Cho nên gặp chuyện mà than than nó chắc chết quá, đừng lo, thế nào cũng chết chắc. Để chắc chết và chết chắc là cái chuyện là sự thật vậy đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như mộng đó, quý vị thấy mộng chưa? Rồi bây giờ đại mộng nè, hồi nào á tóc còn xanh, đúng ra là tóc đen đó, nhưng mà tại nói cho nó green chút, nó tóc còn xanh, mắt còn sáng, răng còn trắng đẹp. Mà ngộ nghe, khi mà già rồi một cái là tự nhiên cái gì nó cũng trổ lên người già hết. Hồi trẻ mình thoa bao nhiêu kem láng nó mịn, mà tới già cái tự nhiên kem đen nổi cục 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 cục. Cho nên lúc mình trẻ đó thì mình cố gắng mình trau dồi, mình chạy chút. Nhưng mà khi mà bắt đầu tuổi già rồi đó, 40, 50 là bắt đầu trên cơ thể mà bắt đầu nó biến dạng. Tóc bắt đầu bạc, râu tóc bắt đầu bạc, răng tự nhiên bắt đầu nó nhức, nó lung lay, chân đi bắt đầu yếu, sức khỏe lên cầu thang, thở muốn chết. Hồi xưa ăn 3 chén cơm mà lớn tuổi sao còn có 5 chén à. Hồi xưa ăn nhiêu cũng ốm, mà giờ ăn ít nó cũng mập. Rồi bắt đầu trên người, trên mặt, trên da nó nổi hột, nổi đồ tùm lum hết. Đó. Vậy thì bây giờ rồi cuối cùng rồi, đó là mình nói cơ thể rồi, chưa nói là mình đã từng có một mối tình rất là đẹp. Thấy không? À, cũng biết hẹn hò rồi, đôi khi rất là romantic. Bên kia tối nào đi làm về, hai bên gọi nhau, một bên hát một bên đàn. Rất là tình tứ. Nhưng mà tới già rồi thì tất cả những cái đó nó không còn nữa. Rồi mình ngồi mình nhìn lại, trời ơi cuộc đời mình quả là một cái chuỗi thời gian mộng. Đã từng sống trong nghèo khổ, rồi đi vượt biên, rồi sống cơ hàng, rồi qua đây không biết tiếng Anh, phải đi xe bus, rồi phải học tiếng Anh, rồi đi làm bị người ta ăn hiếp, ôi cha đủ thứ hết. Rồi cuối cùng
cuối cùng cũng nằm trên giường rồi thở thở rồi tới, thậm chí rồi chưa chịu đi, phải nhờ người tới khai thị nó nhỏ nhỏ vô lỗ tai á, tới giờ rồi đi đi đi. Mộng. Vậy thì cái mình ngủ trong chiêm bao là tiểu mộng, còn đời sống này là đại mộng. Đại mộng như mộng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn giả tạm. Bào là gì? Là bọt. Quý vị thấy bọt không? Tại vì sôi ngụt lên thấy bọt thôi. Vì vớt nó ra bỏ ra ngoài cái chả gì bọt hết. Rồi là bào. Ảnh là gì? Ảnh là cái bóng. Cho nên mình kêu chụp ảnh, chụp ảnh đó. Người Trung kêu chụp bóng. Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ. Lộ là xương. Xương nó đậu trên ngọn cỏ, trên lá cây, nắng lên xương tan mất. Như lộ. Diệt như điển, diệt là cũng. Cũng như là một cái lằn điện chớp. Như cái lằn điện chớp xẹt một cái. Cho nên có nhiều người người ta thấy sao băng, sao chổi, mà sao nào cũng kêu sao xẹt. Và thấy sao xẹt một cái chạy ra cầu nguyện. Như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Phải thường nên quán như vậy. Quán gì để làm chi? Để tâm tư nhẹ nhõm, không có chấp. Tại vì chúng ta hiểu được ba ý niệm của vô thường. Một là thân vô thường, như nãy Hòa kể vậy đó. Quý vị có nghĩ, có chấp nhận thân vô thường không? Có nhiều Phật tử gặp Pháp Hòa: trời ơi thầy, sao nhìn thầy trẻ hoài vậy? Thôi xưa rồi diễm. An ủi. Người ta có khen mình trẻ, nghe cho vui thôi. Đừng có dệt mộng tưởng mình trẻ thiệt nha. Rồi lát hai ta hai bao gạo cục xương. Rồi ta gặp ta hỏi lúc này có đỡ không? Dạ hai người đỡ hai bên. Thì mình không có ý thức được cái tuổi tác của mình. Nhưng mà thật sự cái già là cái chuyện rất bình thường. Cho nên có người đặt câu hỏi: nếu thế gian này cái gì cũng vô thường, thế thì cái gì là thường? Thì câu trả lời của mình sao? Vô thường là thường. Đấy. Quý vị biết cái chùa ở đây mỗi năm mình có cái truyền thống là cầu an cầu siêu hai lần, Tết với lại Vu Lan. Mà cái sổ cầu siêu là không có đổi nữa nha. Nhưng mà sổ cầu an là thay đổi mỗi năm. Tại có những người ghi tên cầu an, rồi tới hồi ghi năm nay, rồi tới giữa năm đi theo diện ông bà, rồi thì chuyển tên qua sổ bên này. Cho nên khi mình ghi sổ cầu siêu á, là bảo đảm tên này không có đổi nữa. Không có đổi nhà nữa, mà nhà đó, bên sổ này đổi hoài. Năm nào cũng phải update hết. Sổ bên này không update. Cho nên cái này kêu là chết chắc. Sống không có chắc, chết mới chắc. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, có sóng, có gió lên thì thấy một đợt sóng lên. Cũng giống mình vậy thôi. Sanh tử như thủy triều. Hễ mà kinh tế tốt, mình ăn uống ngon lành, đi xe đẹp, xài sang, xài sợp. Sang sợp tới kinh tế xuống xẹp. Xài sang, xài sợp thì cũng phải có xẹp chứ. Nó quân bình trong cuộc sống mà. Cho nên tiền thì bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, lúc nào cũng có đối đãi hết á. Thiện ác, phải quấy, tốt xấu, trắng đen, thường vô thường, ngã vô ngã, ngày đêm, sáng tối, năm tháng, nam nữ, ngày giờ, không bao giờ mà không có cái đối đãi. Mà đạo Phật dạy cho mình thấy cái đó.
thấy như vậy đó, để rồi không phải mình bi lụy mà sống bình an với tất cả những cái đó. Rồi đến một ngày nào nó đi tới cái trạng thái bình vậy nè, cũng giống như cái người mà người ta đi vô trong cái bệnh viện mà người ta để cái máy đo tim vậy, chạy 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 vậy nè, cái người mà sắp đi đó nghe, nó yếu lắm, lên rồi cái canh cái người sắp chết cứ ngó đó hoài, ngó không chị biết không, đến khi nào mà nó te 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 rồi biết xác định người đã chết rồi đó, he's gone rồi đó. Có một lần thầy viện chủ, thầy dạy Pháp Hòa Quán Vô Thường, thầy nói con biết không, nhiều lúc tối thầy hâm một ly nước thầy uống, thì thầy bấm 1 phút 60 giây cái nó xuống 59, 58, 57, cái thầy đứng thầy nhịn lát cái 10, 9, tè, bấm nút ra. Cũng giống như con người vậy thôi. Bây giờ là mình dành đất sống nha, mình dành ăn, dành danh, dành lợi, trời ơi sống mà dành đủ thứ mà không biết ăn nhiêu, không biết ở nhiêu, không biết ăn nhiêu, không biết ngồi nhiêu, mà đi đâu cũng dành hết á. Đi mua đồ cũng dành trả tiền trước, xuống máy bay cũng dành ra trước, mà dành thì dành chứ trước được mấy người, giỏi lắm mấy người trong máy bay thôi chứ cũng sao, người ta cả ngàn người vậy mà cũng dành. Rồi riết cái nó thành cái tập khí của dành, mà hãy muốn dành thì phải giật, giật mới dành được. Cho nên cuối cùng thay vì mình sống đẹp, sống dễ thương, thì trở thành ra một cái tật sống giành giật. Thậm chí ở ngoài đời giành giật rồi, vô chùa ngồi nghe giảng cũng giành chỗ. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi thấy ông thầy dễ hơn. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi nhìn ông Phật tôi cầu nguyện ông thấy tôi. Cắm nhang cũng dành, nó tôi phải cắm giữa để Phật biết cây nhang này của tôi. Cúng rồi ăn lên để cũng dành, để dọn dọn đồ người ta ra để đồ mình cái giữa, chọc cho vui vậy. Nhưng mà để rồi chúng ta thấy là chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa có hiểu. Chúng ta biết vô thường hết á, nhưng mà chưa có hiểu vô thường. Chúng ta biết là đời có sống có chết mà chưa có hiểu ý nghĩa sống chết. Người hiểu là sống khác à, còn cái người biết là khác, biết thôi, đâu có hiểu. Giống như mình ấy, hỏi em biết anh Năm không? Dạ tôi biết. Hiểu anh không? Dạ không. Nhiều khi hai vợ chồng sống nhau, tôi biết bà quá mà không hiểu bà. Mình hiểu được vợ, mình mới thương vợ được. Mình hiểu được chồng, mình mới thương được chồng. Mình hiểu người thân mình mới thân được, mới thương được. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ biết mà chúng ta chưa hiểu. Mà thôi khi chúng ta hiểu mà chúng ta chưa làm. Cũng giống như đấy, tôi biết nấu cơm sao, tôi hiểu tại sao nó vậy, mà hỏi bao giờ làm chưa. Cho nên cái người biết và chưa hiểu, mà hiểu thì phải làm, mà có làm mới có kết quả. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú mới có câu đó: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại không hương, hay là có sắc lại có hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Còn bên kia là có làm có kết quả. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền thường quấy rối. Cho nên có đôi khi mình biết Phật Pháp nhưng mình chưa hiểu Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói gần chút nữa: biết Phật mà không hiểu Phật. Mà chính không hiểu Phật cho nên mình sống trật. Ví dụ như Pháp Hòa nói nè, quý vị biết Phật Thích Ca không? Biết. Biết hết á, Phật Thích Ca, Phật Di Đà biết. Biết Phật Thích mà hiểu Phật không? Không hiểu nhiều á. Tại vì chính mình không hiểu cho nên mình mới làm sai nè.
Mình mới làm sai bằng cách là mình tà kiến cố chấp quá nhiều, không dám làm này, không dám làm kia, sợ Phật quở, sợ Phật phạt. Phật đâu có rảnh đâu mà quở phạt tùm lum chuyện vậy. Mà nếu muốn phở, muốn quạt phạt thì Ngài làm vua để phạt cho nó sướng, chứ mắc chi tu cực khổ ra ông Phật bắt đầu phạt. Mình hiểu Phật vậy thì tội nghiệp Phật quá. Ví dụ như giờ mình hứa ăn chay 1 tháng mà do hoàn cảnh sức khỏe không ăn được cũng không hề có tội gì hết, không có tội lỗi với ai hết á. Nhưng có điều là mình hơi khó chịu là mình hứa mình không làm. Thì bây giờ mình làm cách khác, ăn một lèo 30 ngày không được thì 1 tuần ăn 1 ngày, ăn theo sức khỏe, ăn 30 tuần thì cũng đủ 1 tháng, có sao đâu, miễn sao mình đáp ứng được những cái gì mình đã hứa thôi. Mà mình không làm Phật cũng chẳng ghi sổ. Trời ơi, mình không làm cái đụng cái nó kiểu nó trùng hợp á, mình bị nhức đầu, bị mất tiền, cái nó trời ơi đó, tôi hứa ăn chay 1 tháng mà tôi không ăn, cái Phật phạt tôi bị mất tiền. Trời ơi, tội nghiệp không? Phật lấy tiền mình chi? Có xài được đồng nào đâu mà lấy làm gì? Mà mình đổ thừa vậy đó, tôi hứa ăn chay của tôi cũng ăn, cái Phật quở mất tiền tháng này nè. Rồi đi cái bị thằng kia nó quẹt xe mà không biết bảng số. Trời ơi, mình sống bằng cái tâm vậy đó, rồi cái mình đem Phật xuống bằng cái tâm của mình luôn. Mình sống bằng cái tâm khiều quẹt người ta rồi đi hít and run vậy đó. Rồi cái mình cũng đổ, mình cũng muốn Phật sống kiểu của mình vậy đó. Ai ít hứa với mình là mình ghét dữ lắm. Mình đặt cho cái người đó là 2 lèo 3 trụi gì đó. Nhưng mà Phật không có làm cái chuyện đó. Cho nên mình biết Phật, mình hiểu Phật, mình hành theo lời Phật là tà kiến không có còn. Tà kiến là gì? Những cái suy nghĩ lệch lạc, những cái hiểu biết lệch lạc gọi là tà kiến, chứ không có gì cả. Ví dụ như là ngồi thiền á, là cốt để tâm mình định tĩnh, để mình sống an lành, để mình khai mở tuệ giác sáng suốt, mình sống ứng nhân xử thế trong đời này. Đó là mục đích của ngồi thiền. Chỗ còn ngồi thiền mà để mở cái đỉnh ở trên này nè, không kêu là mở cái gì đó, mở luân xa, mở gì đó, thì cái đó muốn nói của ai thì nói, nhưng mà không nên nói cái đó của Phật, tại Phật không có cái đó. Mà mở mà không biết đóng là mệt lắm à. Thấy không? Rồi thiền xuất hồn, xuất ra mà không biết đường về, mệt lắm rồi. Cho nên á, muốn nói cái thiền đó của ai cũng được, nhưng mà cái thiền đó không phải của đạo Phật. Xác định vậy thôi. Mà đạo Phật không ngồi thiền cũng không phải làm cho cái tâm mình nó trống rỗng, rỗng tuét, ngồi đó làm gì? Không. Thiền nghĩa là mình có khả năng đối diện từng vấn đề trong cuộc sống để giải quyết nó. Ví dụ bây giờ là bữa nay á, tôi gây lộn với chồng, ổng về ổng kiếm chuyện với tôi mà hai người nóng nảy cãi nhau đó. Tối nay cái câu chuyện đó là câu chuyện để ngồi thiền đó, tìm ra nguyên do. Chứ ngồi thiền không phải để cho cái đầu mình trống trơn trống rỗng, không phải. Trống trơn trống rỗng làm mà ăn không biết mình ăn, ngủ đi không biết mình đi, cái đó là gì? Cái đó là người máy. Quý vị biết ở bên Nhật á, đám tang mà muốn mời ông thầy đi tụng kinh á có giá, tại vì ở bên đó thành cái service mà tính ra cái giá là khoảng chừng gần 2.000 euro, tức là khoảng chừng 2.000 mấy, gần 3.000 bệnh đây cho một cái lễ. Thế bây giờ á là người Nhật á họ chế một cái máy là ông thầy đi tụng kinh bằng cái robot. Mình tới một cái tiệm đó đó, mình mướn mấy cái robot á, mặc y đàng hoàng, xong hai tay chuông tay mỏ đứng rồi nó thâu nguyên cái bài kinh, nó bỏ máy luôn, cái đem tới đứng và trước cái bàn, trước cái quan tài, trước cái chợ bàn linh nó mất, cái nó bấm nút on cái tam mô ha. Lâu lâu cái nó gỡ ven gia chủ quỳ lại trả có 300 à. Không chừng cuộc sống của mình á, mình chưa mua robot mà mình thành robot rồi. Mình lớn mình tụng kinh là thôi, mình tụng mà giá biết mình tụng làm cái gì. Ngồi ăn mở cái tivi lên, vợ nấu nêm từng chút vậy đó. Vậy mà tới giờ ăn cái mở tivi lên,
không có thưởng thức cái tình thương, cái khả năng nấu của người ta. Nè, không phải ăn như robot sao? Rồi tới hồi á mà bệnh hoạn cái lưỡi hết ăn được, trời ơi sao không ném được gì, lưỡi đắng quá, quả báo. Lúc còn ném được sao không ném, rồi cái lúc ăn đắng nhất cái miệng rồi, trời ơi sao tôi không thèm gì hết trơn. Lúc được ăn không hưởng. Cho nên khi ăn tắt cái tivi đi, đừng có coi phim, đừng có coi nhà, đừng có làm gì hết. Vợ chồng nhìn nhau, trời ơi tới hồi nằm đó rồi mở không được, mở mắt lên, thấy tôi không, thấy tôi không, có không? À. Mà cái lúc gặp nhau đâu chịu nhìn, thấy không à, thấy hút không. Cho nên khi mình thấy được ý nghĩa vô thường thì mình sẽ sống rất thường. Rất thường là sống bình an vậy đó. Tới giờ ăn, dọn cơm lên ăn, nhìn nhau thưởng thức. Cho nên thấy được vô thường là sẽ sống rất thường. Mà sống rất thường theo Phật giáo là sao? Là sống đối diện và biết hết tất cả những gì đang xảy ra, chứ không sống trong bất thường. Sống trong bất thường là ăn thì mở tivi, tụng kinh, cầm cái phone để kế bên á, Nam mô hát ra hát na ra ra dạ dạ Nam mô à. Điện thoại mà nó reo con ngó có ai vậy? Sợ miss call lắm, sợ hụt một cái phone lắm. Mà người ta mà liên lạc liên tục, cái nói bà này phiền quá, tới giờ tụng kinh mà cứ gọi hoài. Cho nên mình hiểu được vô thường sẽ sống thường. Mà sống thường theo Phật giáo là tất cả những gì đang xảy ra chúng ta sống bình an với nó, chứ không biến mình thành bất thường. Thấy vô thường để sống thường, chứ không sống bất thường. Sống bất thường là vậy đó. Mà bây giờ mình nhìn cái robot kia, nó quen cái gì chủ lại cái vậy nè, coi nó có mỗi cái con mắt nó cứ chớp 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 vậy thôi. Không khéo đó, mình đừng có cười con robot đó, mà mình cũng là một con robot đó. Ăn không biết mình ăn, nói chuyện không có biết mình đang nói cái gì, đang nói với ai. Cho nhiều khi mình sống với nhau á, mình không có vận dụng cái thời gian là hãy nhìn nhau, hãy nghe nhau. Tới hồi mà nằm, nói đi, nói, nói. Con muốn gì, gần chết thì nói đi. Trời ơi, nói gì nữa. Trên lúc sống là quy y, lúc còn tỉnh còn khỏe nên đi quy y, để mình chắp tay mình quỳ trước Phật, mình nói con xin quy y Phật, con xin nhận Phật làm thầy của con, để con nương Phật con tu, con xin quy y Pháp, nương lời dạy của Phật. Tới hồi nằm trên đó thỉnh thầy vô quy y, nói dạ bây giờ con quy rồi. Quy nghĩa là nằm chỗ. Mình còn khỏe, mình còn ý thức, đi quy y. Quy y để mình biết quy y là gì, thọ giới là chi, rồi mình có cái pháp danh để mình biết cái pháp danh đó, rồi hàng ngày mình sử dụng. Rồi mình còn sống nè, nhìn nhau, ăn cơm đừng có nhìn tivi. Hồi xưa có một cái ông triết gia, ông nói á, hạnh phúc là khi hai người nhìn chung vẹn hướng. Trời đất ơi, nấu cơm nấu nếm từng chút, sợ mặn sợ ngọt. Vậy mà tới hồi ăn cái mở tivi hai chồng ngó. Hỏi ngó gì vậy? Phim Hàn Quốc. À, bây giờ qua phim Ấn Độ rồi. Cho nên mình sống rất là ta bà. Mình sống rất là ta bà, tư tâm tư của mình mỗi ngày ta bà dữ lắm. Cho nên thân vô thường rồi không? Tâm vô thường, tâm thay đổi liên miên, nay thương mai ghét, mai buồn nay giận. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Quý vị nhớ vô thường ha. Thân vô thường, tâm mình cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Không bao giờ một cái hoàn cảnh nó chung một cảnh à, một chung một lúc rồi mà duy trì. Đấy. Năm nay cuối năm ngồi đây, số lượng này, những gương mặt này, năm tới không chắc à, không chắc à. Quý vị thấy không? Mà hồi xưa ta nói
đời người không có, ít có cơ hội mà tắm trở lại cùng một dòng sông. Không có ai tắm được cùng một dòng sông hai lần. Mà mình quán thân vô thường, quán tâm vô thường, quán hoàn cảnh vô thường, tất cả mọi hiện tượng xung quanh cũng là vô thường, gọi là các pháp cũng vô thường. Vì nó vô thường cho nên mỗi ngày chúng ta được sống với nó, chúng ta hãy trân trọng. Được sống với người thân hãy trân trọng. Được cơ hội làm lành hãy lên làm. Pháp Hòa ví dụ á, mình còn khả năng tới công quả cho các hội đoàn nên làm, cho chùa nên làm. Còn khả năng ngồi tụng kinh niệm Phật nên làm. Còn khả năng được đến với người thương mình nên làm. Bởi vì cái sự không được làm đó nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và lúc đó chúng ta muốn cũng không được. Mà quý vị để ý coi, khi mình nằm đó rồi mình không nói, không nhìn, không cử động, thì bao nhiêu người tới cứ lắc mình, nói đi, nói đi, muốn gì nói đi. Rồi thậm chí người đó thiều thào hết sức để lại tay vô mà nghe. Mà bình thường người kia nói nín đi, nó nhiều quá. Mà tới hồi mà người đó không còn nói nữa, cái biểu nói mà lúc đó ráng nghe. Tại sao lúc mình còn nhìn nhau không nhìn, lúc còn nghe được nhau sao không nghe, lúc còn nói được với nhau sao không nói? Nhưng mà chúng ta pha cái chánh niệm vô, nói trong chánh niệm, nhìn trong chánh niệm, nghe trong chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ý thức. Cho nên mình ôm đứa con mình ý thức. Con mình khi nó còn nhỏ đó, mình nên vui, mặc dù hơi cực, nhưng mà mình biết là đây là giờ phút hạnh phúc với con đó. Khi mà nó bước sang 13, 14 rồi á, đừng có hòng mà ôm nó thường xuyên. Thậm chí một là nó không cho ôm, hai là lâu lâu được ôm. Lúc mà nó còn lấn quẩn dưới chân mình, nó hỏi hoài mệt. Nhưng mà lúc nó lớn, nó chừng mười mấy tuổi, nó cứ vô phòng, nó đóng cửa, nó thế giới của nó bắt đầu gõ cửa, ra đây má nói chuyện. Lúc này mình mới mời nó ra đó. Còn cái lúc mà nó ở được với mình, không hưởng. Cho nên từ người trẻ cho đến người sồn sồn, cho đến người già, tất cả nhất nhất, chúng ta thấy được sự thay đổi, để rồi chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có. Thì thôi, hôm nay cái ngày cuối năm, chỉ còn 4 ngày nữa là chúng ta sẽ mừng năm mới. Và cái phong tục của chúng ta rất hay, chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân. Tống cựu là gì? Là tiễn cái cũ. Nghinh tân là gì? Đón cái mới. Đưa cái cũ để đón cái mới. Thế thì bây giờ trong chúng ta hãy tĩnh lặng lại hỏi mình, cái gì đang cũ trong lòng mình? À, giận bà năm 2 năm rồi, giận bà 7 3 tháng rồi, giận ông kia 4 ngày rồi. Thôi, cũ rồi, nên xả cái đó để chuẩn bị đón cái đẹp. Quý vị có nhớ bài thơ Pháp Hòa đọc một lần cho quý vị nghe không? Mình phải nhớ lấy trăng, phải nhớ lấy trăng và gầy lấy nguyệt. Nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Tức là mình nhớ trăng, nhớ ảnh đẹp á. Ý của bài thơ là hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Để một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn thấy ánh trăng rơi. Nhưng mình nhớ cái đẹp đi. Thí dụ mình nhớ, mình biết trăng, mình nhớ trăng, mình nhớ ánh mặt trời. Hôm nào không trăng, không mặt trời, nhưng trong tâm mình vẫn sáng ngời trăng và trời. Cũng như thế, mình sống với những người thân của mình nhớ cái đẹp của họ đi. Để lỡ bữa nào họ xấu đối với mình á, mình giận họ là tại lúc đó họ mình bực. Trong khi mình giận người nào là cái xấu của họ không à, thì nhớ những cái đẹp đó để làm cho mình an. Hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Tại sao mình ở được với người đó 10 năm? Không phải mình đã từng thấy cái đẹp của họ sao? Sao giờ mình đã nhịn mặt thấy ghét? Tại vì bây giờ mình đang bực. Thôi đừng có bực cái đó. Lỡ một
họ hoặc là mình đứt cái không có gì để nhớ. Không, cho nên hãy nhớ cái đẹp để có thể bao dung và tha thứ. Mà muốn bao dung tha thứ thì chúng ta hiểu, chúng ta thương. Đó là cái câu đối mà Pháp Hòa làm cho năm nay. Năm nay Pháp Hòa làm câu đối: lòng bên lòng ngày xuân quyết chí, nguyện hiểu biết thương yêu. Tay trong tay năm mới phát tâm học hạnh bao dung tha thứ. Nếu chúng ta có được cái tâm lượng của bao dung thì chúng ta sẽ có được sự tha thứ. Mà tha thứ càng lớn, bao dung càng rộng. Hiểu càng nhiều, thương càng sâu. Hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Đó là cái ý mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng ngày hôm nay. Qua cái câu chuyện em bé 18 tuổi muốn làm điều lành, muốn dâng cho thầy tấm y trước Tết mà không qua khỏi cái Tết. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng đi cái đám tang của một vị, nói với vợ: luộc cho tôi miếng bún. Bà vợ bước lại cái bếp luộc bún, bún chưa có mềm, ông gục trên bàn ông chết. Pháp Hòa đã từng đi những cái đám tang như vậy. Có một gia đình đó đi ăn, đi ăn nhà hàng về, bước vô cửa bà má mới nói: trời sao má nhức đầu quá. Mấy đứa con nói chắc hồi nãy có thể má ăn hơi mặn hay sao á. Chịu hết nói, ngã vô cái tường ngay cái cửa đó, bước vô đó chưa kịp mở đôi giày nữa, quỵ xuống đem vô bệnh viện chết. Một vị hòa thượng Pháp Hòa từng làm thị giả cho ngài, chuẩn bị đi ra dạy, đi ra giảng, trời sao tôi nhức đầu quá, rớt cuốn sách xuống, sóc ngài dậy đem vô bệnh viện, ngài đã tắt thở trên đường đi. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái vô thường nó nhanh chóng. Vì vậy cho nên vô thường nó cũng có hai cái loại vô thường: sát na vô thường. Sát na vô thường là vô thường trong tích tắc. Còn nhất kỳ vô thường là khi nào mình ngưng thở, không làm, không đây được kêu là chết. Cái đó sẽ có một lần chết, sẽ có một lần nhất kỳ vô thường. Nhưng trước khi đến cái chỗ nhất kỳ này, hỏng chừng chúng ta đang gì? Chúng ta đang sát na vô thường. Đấy, quý vị đến đây hồi 9 giờ, mà giờ 12 giờ rồi, thấy không? Rồi cái chuẩn bị ăn cơm ngay, 1 giờ rồi, 2 giờ rồi tới giao thừa tới nơi. Sát na vô thường, tích tắc là để đi qua. Lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, một ý nghĩ mình vừa nghĩ trở thành quá khứ. Thế thì cái hiện tại không nắm bắt được. Chúng ta chỉ sống thôi mà không cần phải bao bọc bảo thủ cái hiện tại gì cả, vì nó sẽ trở thành quá khứ. Thưa đại chúng, trong cái lần đại dịch này, nếu mà chúng ta có một chút tư duy quán chiếu thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng cái mùa dịch này đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Từ những bài học nhỏ cho tới những bài học lớn. Và chúng ta có thể thẩm thấu được tâm lý của chúng mình, của bản thân mình, của những người xung quanh. Thường ngày có thể chúng ta nói chúng ta không sợ chết, nhưng mà chúng ta sợ bệnh. Vì vậy mà nếu mình nói mình không sợ chết thì mình nói thôi, chứ tới hồi mà nghe bệnh thì cũng sợ lắm. Tại vì bệnh thì sẽ chết. Chúng ta, mặc dù chúng ta có rất nhiều tiền, nhưng mà khi chúng ta thấy rằng công ăn việc làm bấp bênh thì mình cũng sợ. Nói chung là cái lần đại dịch này không phải là một tiếng chuông của một nước nào, mà có thể là một tiếng đại hồng chung, cái tiếng chuông lớn đó cho toàn cầu, cho tất cả con người. Quý vị thấy là dịch chưa hết thì bạo động, biểu tình, rồi gần đây bên Trung Quốc những cái đập nó vỡ ra, nước trào dâng, những cái thành phố chìm trong biển nước. Rồi hết thiên tai này đến thiên tai kia. Và thậm chí quý vị cũng thấy năm nay mình mưa nhiều hơn nữa. Thời tiết rất là bất thường. Vì vậy cho nên chúng ta từ những cái ý thức đó, một chữ thôi: vô thường. Mình nhận vô thường là gì? Nghĩa là trên đời này cái gì nó cũng đi theo cái định luật biến đổi
mà không bao giờ nó tồn tại, nó ở im. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì hai cõi kia mình không biết, mà mình biết cõi mình thôi là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi dục là cõi mà chúng sanh ở đó, nhân dân ở đó sống bằng toàn những sự ham muốn. Mở mắt ra là từ sáng tới tối là mình muốn không à. Muốn ăn, muốn ngủ, mà ăn cũng chưa đủ nha, ăn phải ăn ngon, ngủ phải ngủ nhiều. Muốn mặc, mặc cũng không đủ nha. Mục đích mặc để gì? Để che thân, để đừng có hổ thẹn. Nhưng mà mặc xấu đâu có chịu, phải mặc đẹp. Hỏi ăn để chi? Ăn để sống. Nhưng mà đâu có ăn, đâu có ai ăn để sống đâu. Ăn phải cho ngon. Mặc dù ngon cũng thế, mà dở cũng vậy. Nhưng vì chúng ta là chúng sanh của con người, thì chúng ta không thoát được cái thường tình. Ít có khi nào chúng ta nhận diện mọi việc nó như là mình biết. Ôi, một đời ta, ba đời nó, vậy mà bể cũng tiếc, mất cũng rầu. Cho nên á, chúng sanh mình hiểu là hiểu vậy, nhưng lâm cái việc đó đó, chúng ta lâm vào cái cảnh đó, chúng ta không sống vậy. Ví dụ như mình khuyên người ta, thôi chị ơi bỏ qua đi, sống nay chết mai mà ăn thua đủ gì. Nhưng mà đụng tới mình là mình biết. Thậm chí mình nói sao? Dám đụng tới tôi, tôi cho chết mềm thay. Những cái câu nghe ghê lắm. Nhưng bởi vì sao? Từ đó chúng ta có thể tư duy để quán chiếu, để thấy được rằng mình là ai. Chỉ khi nào mình thấy mình là ai, mình mới có cơ hội mình chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói, ngày tối hôm qua quý vị có học một cái bài kinh đó, cái người phá giới và cái người giữ giới đều là cái tướng phước điền. Ở đây cũng vậy, cái cảnh khổ và cảnh vui cũng đều là tướng phước. Bởi vì sao? Nhiều khi chúng ta phải thấy khổ, chúng ta mới ý thức, chúng ta mới chịu tu, chịu sửa. Chúng ta phải thấy cái chết thì chúng ta mới giật mình. Rồi đây mình cũng thế, cho nên thôi thắng bớt lại. Chúng ta thấy những cái sụp đổ rồi chúng ta mới thấy không có cái gì bền bỉ. Những cái đập nước mà mình nghĩ, nhưng mà không có cái gì trên đời này mà nó không có tới cái ngày hoại diệt. Từ đó chúng ta ý thức, thôi cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì mà có thể xả được thì nên xả. Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít. Chấp là gì? Là dính mắc, là cột chặt. Mà tại sao chúng ta giận hờn với nhau? Vì không có vừa ý mình là mình giận thôi. Như vậy cái giận nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta bồi đắp cái bản ngã của chúng ta. Khi nó không đúng ý mình là mình giận à. Còn có đúng ý mình là mình vui hết á. Quý vị để ý. Cho nên chữ giận nghĩa là, nó có một cách khác là, giận là một tâm lý không đồng ý với những gì người khác làm. Thế thôi, chứ có gì đâu. Thí dụ mình để cái ghế đó, mình muốn ngồi mà ai dẹp cái ghế đó lại là nổi cơn lên liền. Mà thậm chí người ta đổi ghế khác, không, tôi phải ngồi cái ghế kia. Rồi bắt đầu người ta hỏi có cái ghế này với ghế kia có gì khác, bắt đầu mình sẽ có lý do. Tại vì thế này, tại vì thế kia. Cái đó không có gì sai đâu. Pháp Hoà chỉ nói để chúng ta nhận định, để chúng ta thấy được cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thấy gì để làm chi? Để chúng ta thắng lại. Thường thường á, mình hay thừa thắng xông lên đó. Cái gì mà mình ăn hiếp được là mình ăn hiếp tới, mình làm được là mình làm tới, mà không bao giờ mình có điểm dừng. Cho nên nó cũng may cái bao tử mình nó cũng có chừng mực á, chứ nếu mà nó lủng một cái nữa là mình ăn hoài không ngưng. Cho nên cái gì mà mình không ngưng được thì người ta nói là không có đáy, gọi là vô để. Hồi xưa thầy trò Đường Huyền Tăng, ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh, gặp một cái nạn là rớt vô cái biển, một cái giếng không có đáy. Một cái giếng không có đáy là tượng trưng cho gì? Cái tâm của con người tham không có chừng. Khi mình sân lên rồi cũng không có điểm dừng.
mình quơ, mình đánh được là mình đánh, mình chửi được là mình chửi, mình rủa được là mình rủa, mà lúc đó là không còn biết mình là ai mà người kia là ai. Đôi khi cha mẹ hay là những bậc mà thừa trưởng thượng chửi được cũng chửi, tại nóng quá rồi quên hết, quên mình là một người lịch lãm, quên người kia là một người trưởng thượng. Mà tới hồi xong rồi ân hận, nói con xin lỗi. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ mấy bà mà hay tới khấn mấy cái bàn thờ, nhất là tới mấy thánh mẫu, mấy vị thần. Còn lại mẫu, mẫu xá u, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời cháu chúa, mẫu mẫu sông, mẫu chỉ sông, sông cạn chỉ núi, núi tan. Lúc đó là mình mới biết là các bậc ở trên là các bậc lớn lắm. Giờ mình lỡ mình lầm lỗi, con không biết, con không biết mẫu là con trời cháu chúa, chỉ sông là sông cạn, chỉ núi là núi tan. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã trải qua hơn 3 tháng đại dịch toàn cầu, chúng ta có ở nhà nè, có đủ thứ, mình cũng giống như người ta vậy đó, cũng sợ hãi, cũng sợ bệnh, sợ gặp người ta, đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đi qua, mình có giây phút nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại không? Hay là mình cứ để mọi thứ nó đi qua một cách như vậy? Thì hôm nay Pháp Hòa sẵn đại chúng cũng bắt đầu trở về chùa, thì Pháp Hòa khơi lại một vài cái ý để cho đại chúng có cái đề mục để mà chúng ta tư duy quán chiếu. Rốt cuộc cuộc sống này chúng ta cần cái gì? Cần sống thôi. Xin lỗi, bây giờ dịch nó tới rồi, việc làm cũng mất, tiền của tài sản mà mình làm ra đó cũng có thể mất. Sau một cái lần này rồi, những cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ mà không đủ kinh, không đủ vốn cũng có thể phá sản, cũng có thể đóng cửa. Rồi tiền của mà mình để dành xưa giờ đó, bây giờ bắt đầu đem ra xài, tại vì mấy tháng nay không có việc làm. Mà quý vị có thấy là cái income thì không có, mà cái chi ra là đều đặn. Bởi vì chúng ta vẫn phải chi điện, chi nước, chi đủ thứ hết, còn cái thu vô thì không có. Cho nên rất nhiều thứ để chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Và trong 3 tháng vừa qua chúng ta ở nhà, chúng ta làm gì? Có người thì chỉ ăn với ngủ thôi, không có làm gì hết. Có người thì lên mạng học nấu ăn, có người lên mạng may vá, có đủ thứ hết, mỗi người mỗi kiểu. Và có những người nhờ cái dịch này bắt đầu rảnh quá không biết làm gì, chơi Facebook. Là nhờ chơi Facebook vậy đó, cho nên là dạo Facebook rồi lại tìm ra được những bài giảng của quý thầy. Tại Pháp Hòa có nhận nhiều lá thơ như vậy. Hồi nào giờ tôi không biết Phật Pháp, tôi không biết chùa chiền là gì, tôi do rảnh rỗi ở nhà chơi Facebook rồi đi dạo trong Facebook và thấy có bài giảng của thầy, bài giảng của người này người kia, và từ đó tôi bắt đầu tôi nghe và tôi thấm thía những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Thật ra mình sống, chúng ta ngoài cái chuyện ăn, mặc, ở, ngủ, đi vệ sinh, năm việc mà con người thường mỗi ngày nha, ăn, mặc, ở, có phải không? Ngủ, đi vệ sinh. Nhiêu đó thôi là việc của con người phải không? Còn một cái việc đại sự nữa là chúng ta ít có làm lắm, đó là chúng ta làm gì để cho cái tâm thức của chúng ta, để cho tâm hồn của chúng ta, nói cách khác là để tâm linh của chúng ta, nó cũng có được cái sự bổ dưỡng. Mình suốt ngày mình lo ăn, mặc, ở, ngủ, vệ sinh mà không thấy có một mục nào lo cho tâm thức. Nhưng mà khi nó khổ đến á, mấy cái này nó không cứu được. Có nhiều khi khổ quá trời cũng vì ăn, khổ quá cũng vì giận nhau vì ăn, giận nhau vì chỗ ở, vân vân. Thành thử ra điều đó không sai, vì đó là cái nhu cầu căn bản của con người. Nhưng đừng có quên, chúng ta phải có thêm một mục nữa, đó là chúng ta phải làm gì cho tâm thức của chúng ta, để khi cái khổ đó đến, chính cái tâm thức này mới hóa giải được. Còn cái ăn mặc ở ngủ nó không làm được gì hết. Cho con người mà không có cái tâm linh thì rất là khô khan và sống rất khổ. Vì vậy mà đạo giáo mới có mặt,
Đạo giáo có mặt để làm gì? Để hầu lo cái tinh thần, cái món ăn đó, cái phần đó. Có những lúc bình thường á, có bao giờ mình nghĩ tới cái khẩu trang đâu, phải không? Nhưng mà mấy tháng nay là khẩu trang là cái món mà chúng ta đi đâu cũng phải tìm tới. Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình phải rửa tay bằng những nước sát trùng, ôi xà bông được rồi. Nhưng mà đến mà khi mà hữu sự rồi là dành nhau mà mua từng cái chai đó. Và thậm chí có người còn lợi dụng cái chuyện đó để lên giá những khẩu trang, lên giá những cái chai nước tẩy. Rốt cuộc để làm gì? Cũng chỉ để việc thôi, giành lấy sự sống còn. Đó là cái mà chúng ta trong đời sống đó. Tới lúc đó là tiền nó vô nghĩa đối với mình. Có bao nhiêu cũng được hết, miễn mua được cái khẩu trang. Có bao nhiêu cũng được, miễn mua được một chai nước rửa tay. Chỉ giữ cái mạng sống, còn tiền bạc nó không quan trọng. Thì có những lúc nào mà trong cuộc sống chúng ta còn mất, hãy nên nhẹ nhàng với mọi việc. Cho nên tu thiền là gì? Là đủ cái khả năng tư duy quán chiếu. Cho nên chữ thiền là nghĩa là gì? Thiền nghĩa là tư duy tu. Tu thiền nghĩa là tu sự tư duy, sự quán chiếu, gọi là tu thiền. Không có gì lạ đâu. Mà cũng chẳng có gì mà chúng ta làm không được hết đó. Chữ thiền là tư duy tu. Người nào hằng ngày sống có tư duy, có suy nghĩ, có biết phải trái trắng đen, có biết trên dưới, có biết thế này thế kia, thì người đó là người tu thiền. Mà người đó chính là tu. Mà người nào có cái đó là người đó đúng nghĩa là một Phật tử của Đạo Phật. Vì Đạo Phật tụng kinh lại Phật cũng không ngoài cái mục đích là để thâm nhập cái đó, thâm nhập cái cách sống đó, rồi ứng dụng trong cuộc sống. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta lấy điểm với Phật, mà chúng ta có cơ hội để chúng ta thanh lọc thân tâm của mình. Và làm sao thân tâm của mình nó trong sạch, rồi để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ cái gì mình xài cũng phải sạch hết. Nếu mình xài cái khẩu trang này mà xài cho đúng á, là xài xong là bỏ. Cái áo mình mặc cũng phải giặt, đôi giày mình mang lỡ dính dơ phải chùi, nhất nhất đều phải sạch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện làm sao chúng ta sạch cái tâm. Đi tìm đủ thứ thuốc để giặt áo lỡ nó dính dơ, đi tìm đủ thứ để làm sao trang điểm tóc tai con người mình. Không có gì sai đâu, mấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, muốn đem ra để chúng ta thấy hằng ngày chúng ta sống chúng ta lo gì nhiều. Cái tâm mình cần phải rửa chứ. Không có rửa tâm thì cái tâm nó ô nhiễm. Ở trong kinh Pháp Cú á, câu thứ hai, cái câu nó như thế này. Câu thứ ba trong kinh Pháp Cú là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Cái câu này á, Đức Phật nói do một cái việc là có một thầy tu còn trẻ nổi giận, la hét các vị thầy tu lớn tuổi. Thì cái vị này á, la xong rồi chưa hài lòng. Khi mà gặp Phật thì các vị này, cái vị trẻ này cũng đem cái sự phiền hà đó ra nói với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi á, các vị thầy tu lớn tuổi này khi đến gặp thầy, thầy có đứng dậy chào không? Thì thầy này nói dạ không. Rồi thầy hỏi rồi thầy có lấy ghế mời ngồi không? Nói dạ không. Thầy có lấy nước mời uống không? Dạ không. Thầy có hành lễ không? Vái chào? Dạ không. Đức Phật nói phàm là người nhỏ gặp người lớn phải thể hiện những cái lễ độ của một người nhỏ gặp người lớn. Thầy là một người nhỏ không làm được việc đó, mà khi bị trách thì còn nổi giận nữa, thầy phải đi xin lỗi các thầy kia. Thì thầy trẻ này nhất định không, vì thầy vẫn ôm
dính vào cái chuyện thầy làm đúng. Rồi các thầy tỳ kheo mới hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói cái thầy này á, cái tánh cứng đầu này không phải chỉ một đời này, mà nó là tập nghiệp của nhiều đời. À, Việt Nam mình á, người nào mà nói không nghe thì kêu là cứng đầu, nghĩa là dạy không được, biết sai mà vẫn không sửa, đó là một dạng cứng đầu. Vì vậy khi mà con người chúng ta cứng đầu mà không tự sửa như vậy thì luôn luôn bảo hộ cho cái mình và thấy hiềm hận. Hiềm hận bằng cách nào? Họ đánh tôi, họ mắng tôi, họ cướp tôi, họ thắng tôi. Tối ngày đi tới đâu cũng có nhiều chuyện đó. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Còn ngược lại, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Pháp Hòa ví dụ bây giờ ai làm gì lỗi với Pháp Hòa đi, đi tới đâu cũng kể, người quen cũng kể, người không quen cũng kể, mà thậm chí người ta không biết người đó là ai. Bắt đầu kể: chị không biết người đó đâu, anh không biết đâu, bởi vì tôi phải kể đầu đuôi mới được. Tưởng đâu nói không biết là thôi bỏ qua, tưởng không biết, bắt đầu khi nghe biết người ta không biết là bắt đầu phải kể cho thật chi tiết để người ta biết người đó là ai. Mà người ta biết để làm gì? Biết thì biết thôi, chứ ta có làm gì được đâu. Mà thậm chí ta nghe thì ta không quan tâm, chúng ta chỉ mất sức nói, rồi cứ ôm hoài cái hiềm hận đó, khổ cho mình không. Cho nên á, ở trong những cái pháp bất thiện á, nó có một cái tâm bất thiện, đó là tâm sân. Thường ai cũng biết sân hận, sân thì phải hận, sân hận nó hay đi đôi lắm. Mà sân là sao? Là một trạng thái, là một cái tâm lý biểu lộ cái gì không ưng, không hài lòng. Và có người á thì bộc lộ nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn bộc lộ. Có những người bộc lộ một cách mãnh liệt, bằng cách là đỏ mặt rồi giận tức lên la hét. Còn có những người giận trong cái lặng lẽ, rồi từ đó là từ giả, không có liên hệ tới người kia nữa, vân vân. Cho nên á, người nào mà muốn tu á, hay là muốn sống cuộc đời an lạc á, thì người đó phải giảm đi cái tâm sân hận. Nếu không thì khổ lắm, tại vì ngủ không được. Đức Phật nói ở trong kinh á, người nào mà sân hận á, có 7 cái điều. Đây Pháp Hòa trích 7 điều này, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật nói trong kinh như thế này: người nào mà phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục chi phối, dầu cho người ấy có khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, người ấy cũng trở thành xấu xí. Đồng ý không? Bình thường mình có chải chuốt cỡ nào mà giận lên rồi là tự nhiên nó khác liền à. Thí dụ bây giờ mình mặc đồ thiệt là đẹp, trang sức thiệt là đẹp, sức dầu thơm rồi lên, mình ra tới cửa mất đôi dép một cái là trời ơi, mình nổi tam bành mình lên. Thật ra cái người sân giận rồi, Đức Phật nói cho dù có tắm rửa sạch sẽ, có trao chuốt cỡ nào mà cái cơn giận nó hiện trên mặt rồi là bắt đầu trở thành ra xấu xí. Điều thứ hai: dầu có nằm trên giường nệm chăn len, họ vẫn ngủ một cách khổ sở. Đồng ý không? Có người nào mà tức giận ai mà ngủ yên lắm? Trời ơi, bình thường là cái giường nó nằm xuống là ngủ khò nghe, bữa nay nằm ngủ không được, lăn qua lộn lại, và thậm chí đi chỗ khác ngủ không được vì không đúng cái giường của mình. Vậy mà có những ngày cũng đúng cái giường của mình, đúng cái gối của mình, cái mền của mình mà mình vẫn không ngủ được vì mình đang tức giận. Thứ ba: thu hoạch bất lợi lại nghĩ rằng ta được lợi ích. Thu hoạch trong người nhiều điều bất lợi mà cứ nghĩ rằng mình đang có những điều lợi ích. Thứ tư: thu hoạch điều bất lợi ích lại nghĩ rằng ta không được lợi ích. Có nhiều khi mình thu hoạch được những pháp này, được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc. Nếu mình ôm lòng thù hận thì khiến cái người mà chọc tức mình trở thành kẻ thù của mình, rồi mình mất hạnh phúc, mình giận mình không hạnh phúc. Quý vị hôm nào mà có dịp mình tự mình nghiệm mình coi, bình thường mình gặp người đó không sao, mà bữa nào mình giận cái người đó coi, mình gặp mình không muốn thấy, thậm chí đi ngang phải hén quýt một cái để biểu lộ cho mình, cho người đó biết rằng tôi không ưa vua. Và thậm chí người đó vừa ngồi xuống đây là mình xách giỏ mình đi chỗ khác liền á.
Rồi như vậy còn chưa đủ đâu, phải đứng dậy nói một câu nữa, không ưa mà cứ gặp hoài. Rồi cái lợi đằng kia ngồi sẹt xuống một cái đó, cái người kia mới thắc mắc, ủa sao chị đang ngồi đó, anh đang ngồi đó mà chạy tới đây? Trời ơi, tôi đang ngồi tôi tránh rồi mà tôi cũng gặp, phải nói, phải làm một cái gì đó để biểu lộ rằng cái sự tức giận của mình với cái người kia, mà người kia có thể không biết không gì hết. Cho nên trong Phật hay nói mình giận lên là mình vung vẩy những cái đó ra, người quen không quen, biết không biết gì cứ vung ra, miệng ai chúng độc là được rồi. Những tài sản nào của họ thu hoạch do sự phấn chấn tinh thần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất cho những giọt mồ hôi đúng pháp, thu hoạch hợp pháp, các tài sản ấy được nhà vua cho trở về ngân khố của nhà vua. Nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thâu hoạch được danh tiếng ấy, lánh xa họ. Cái người mà ta tức giận lên, nhiều khi có nhiều của cải cũng giống như bị tịch thu hết vậy đó. Mắt mình đang đẹp nè, miệng mình đang cười tươi nè, tướng mình đang tươi lắm, giận lên một cái rồi là những cái đó nó biến hết. Cũng giống như vua mà thu hết, thu tài sản hết. Cái tài sản con mắt của đẹp của mình giờ nó bị thu hoạch rồi. Cái nụ cười của mình bây giờ bị tịch thu rồi. Ai tịch thu? Ê, sao chị giận vậy? Tại cái thằng đó đó, tại cái con nhỏ đó, tại người đó mà giờ tôi xấu xí vậy. Thật ra Đức Phật đưa trong một cái bài kinh nói về cái bảy cái hình ảnh mà Đức Phật ví dụ như người sân. Thì bây giờ kế đến Đức Phật dạy tại sao mà các bậc mà người ta tu tập mà ta được đến cái có cái khả năng rồi á, người ta không có bị những cái đó. Đức Phật nói hay lắm. Đức Phật nói như mặt đất. Như mặt đất á, đổ nước sạch xuống, đổ nước dơ xuống, đất cũng không hề từ chối. Người tu tập hạnh như đất, sạch dơ cũng bình thường, khen chê cũng bình thường. Thật sự ra nếu mình vui quá đó thì có lúc mình sẽ buồn. Cho nên tập như đất. Đức Phật nói tiếp, tập hạnh như lửa. Lửa đốt và không có phân biệt nha. Thí dụ lửa đang cháy nó, ồ cái này còn tốt quá thôi chừa đi, cái kia xấu xí đốt cho nó rụi đi. Không, lửa là cái gì mà có, cái gì mà có khả năng mà cháy đó, dù sạch dù dơ, dù tốt dù xấu, để vào trong lửa, lửa cũng cháy rụi hết. Thì cũng như thế, cái người mình, cái hạnh tu của mình, cái tu tập của mình giống như đất như lửa. Nó có thể nó cháy rã hết. Chữ cháy đây là mình làm cho nó bình an trở lại, cho nó tiêu hóa đi. Cũng giống như gió. Gió có thể thổi, gió có thể thổi tất cả những cái gì có thể bay, dù đó là tốt hay xấu, dù đó là thể mà nó đủ cái sức mà gió thổi là nó cũng bay như thường. Vì vậy mà người tu á, hạnh như gió, hạnh như đất, hạnh như lửa. Chúng ta có đủ khả năng tiêu hóa những cái gì mà nó đến với mình. Thì qua cái bài kệ này nói về sân hận. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Thì ở đây là hai cái câu nó đối lại, một cái là chưa chuyển hóa và một cái và được chuyển hóa. Thì chúng ta tu cũng vậy, khi mình chưa tu thì nó là như vậy. Một cái cây á, nó chưa được chỉnh sửa, nó chưa được uống nắng thì nó rất là xấu. Một cái cây mà được chỉnh sửa, tỉa, tưới nước vân vân thì tự nhiên cái cây nó đẹp ra. Con người mình cũng vậy. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp là mình tỉa cây đó. Coi coi cái tâm của mình, đời sống hàng ngày của mình nó như thế nào, để chúng ta chỉnh trang trở lại. Trước khi ra đường là phải muốn cho đẹp nha, nhìn cho dễ coi nha. Thì nhiều khi ông bà mình hay nói, sống sao mà ông bà hay nói, làm sao được đó là làm, làm coi được đó là làm. Thầy nó nói là nói cái gì? Nói cái cách sống đó. Còn chúng ta thì tự chỉnh mình, à tôi coi được rồi đó. Cho nên á, thường thường á, đẹp xấu không phải là người ta coi đâu.
đa phần là quý vị để ý, thí dụ mình đứng trước kiến phải không, mình hài lòng với cái áo mình mặc, mình hài lòng với cái mặt mình hài lòng với tóc mình, là mình ra đường cái mình tự tin là mình đẹp à. Như vậy thì rõ ràng cái đẹp và cái vui cái xấu này tự đâu, tự mình. Mình đồng ý với cái mình đang có là mình bước ra mình tự tin. Tự tin là mình đẹp. Cho nên đó, cuộc sống này không phải là người ta dòm mình, mà cái quan trọng là mình có dòm mình không, mình có nhìn mình có hài lòng với mình chưa. Nếu mình hài lòng với mình là được. Mà khi mình tức giận lên vì người đó làm không đúng ý mình thì thôi. Cho nên hôm nay trong cái buổi sinh hoạt chủ nhật, thời lượng không có nhiều, thì mỗi tuần Pháp Hòa trích một câu kinh Pháp Cú để sinh hoạt với đại chúng. Đây thật sự là một cái thời gian để chúng ta ôn lại những bài kinh cũ thôi. Thì như Pháp Hòa có giới thiệu mấy tuần trước đó, quyển kinh Pháp Cú này là một quyển kinh rất là căn bản cho ở trong Phật giáo. Tất cả các đệ tử đều mỗi nhà nên có một quyển kinh này để làm cái bài học cho mình. Lâu lâu mình dở ra mình đọc một vài câu trong này rất là hay. Ở dưới chùa, ở dưới trai đường đó, cũng có một số kinh này để biếu cho quý vị. Mà cái quyển này được in bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Vị nào chưa có thì có thể xuống nhà thỉnh một cuốn để đem về để dành. Nhưng mà đừng có nói để dành rồi cất nha. Để dành để chúng ta đọc. Trong này có 423 câu rất là hay. Thì mong quý vị để thời gian để chúng ta đọc kinh. Thì xin cảm ơn đại chúng đã sinh hoạt buổi sáng hôm nay. Chúc đại chúng vui khỏe và sẽ gặp lại quý vị vào tuần sau.